cũng là cây cuối cùng của clip luôn nha anh em. Rồi em quay, em đo thông số rồi em báo chi tiết cho anh em mình. 40 hoành, chiều cao là 65, tàn ngang này là 60 nha anh em. Tàn là tròn đều đẹp ha, lùng lực luôn nha anh em. Cây này lùng lực ha, đế tàn rất là đều đẹp luôn. Đế nè, anh em mình xem ha, dàn đế nè nha. Đó. Đế đặc nha anh em. Thì cây này nó có bị cái lỗi chỗ này, cái chỗ này thì nó bị sành ha, lũa sành luôn nha anh em ha. Đó, về anh em xử lý ha. Đây thì cái nhánh cũ nè ha. Cây có sao em báo vậy nha. À, đây thì có cọng nữa nè ha, cọng này nó cũng sành luôn ha. Ở trên thì ok nha anh em. Bonsai lùng lực ha, cây này lùng lực nha. Rồi cây Q5 ha, cũng là cây cuối cùng của clip nha anh em. Cây này giao lưu với anh em mình 2,3 triệu, em bao ship toàn quốc cho anh em mình chơi ha. Rồi em cũng xin chào, chúc anh em mình sức khỏe nha, và nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất nha. Tiếp theo là cây Q4 nha anh em. Cây này giống như con thú nó đang nằm ha, tàn tròn đều nha anh em. Nguyệt quế lá xoắn bông chùm ha. Rồi em đo thông số ngay vị trí này ha, 39 hoành, chiều cao là 70 ha, tàn ngang là 65 nha anh em, chậu 6 ha. Rồi để em quay chi tiết cho anh em mình ha. Đây cái bệ đế nè anh em. Nguyên cái bệ đế rất là đẹp ha. Đây. Nguyên cái cụm này là không có gì hết trơn ha, nguyên hết trơn ha, rễ sống không ha anh em. Này là cũng như cái này nó hót thôi chứ nó không có bị gì trơn ha. Này, cục đất ở phía trong. Cái da chỗ này là nó bị da sam nè, em cũng không biết nó bị gì nữa, nó bị da sam ha. Nhưng mà trên này là nó có mặt hết trơn anh em. Bị da sam cái cọng rễ này. Em cũng không biết nó có bị chết bị gì không ha, mà nó bị da sam ha. Đó. Cây này thì nó có cái lỗ chỗ này nè, cái lỗ chỗ này ha, hồi xưa chắc chặt cái nhánh á, giờ nó liền nó liếp luôn rồi nè. Nguyệt quế lá xoắn bông chùm nha. Rồi cây Q4 nha anh em. Q4 cây này xin giao lưu với anh em mình là 2,6 triệu ha, em bao ship toàn quốc luôn. Đó. Anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp em số điện thoại nha, số điện thoại em để trên màn hình đó. Rồi tiếp theo luôn. Rồi tiếp theo cây mã số là Q3 nha anh em. Q3 ha. Cây này cái bệ đế quá đẹp luôn anh em ơi. Tàn cũng tròn đều ha, nguyệt quế lá xoắn bông chùm nha anh em. Bông rất là thơm. Rồi để em đo thông số, 43 hoành, chiều cao là 80 ha. Tàn ngang này là 60 nha anh em. Tàn ngang là khoảng 60 đó. Đế nè. Anh em mình xem, đế là không có cọng nào chết hết trơn ha. Đế là đế ok hết trơn nha anh em. Đó, cái cũ quá trời cái cũ luôn anh em ơi. Cây là lắc lượng ha, trực lắc lượng anh em nè, lắc lượng ha. Đang cho bông nè. Nguyệt quế lá xoắn bông chùm nha anh em, một chùm bông của nó nè ha. Tàn là tròn đều ha. Nguyệt quế lá xoắn bông chùm tàn đều. Cây này đế cực kỳ đẹp nha. Ở trên ha, mặt cắt này là ba bo nha anh em. Đó, ba bo ha. Cây không bể bọng gì trơn nha anh em. Rồi cây mã số ha, Q3 ha, Q3. Cây này giao lưu với anh em mình 2,9 triệu nha, em bao ship toàn quốc cho anh em chơi luôn. Đó, rồi tiếp theo luôn.
Tiếp theo là cây Q2 nha anh em, một cây lùng lực ha. Đó. Lùng lực đế đều nha. Cây này đế cực kỳ đẹp luôn nha anh em. Tàn tròn đều luôn. Đó. Đế rất là đẹp nha. Rồi để em đo thông số. 40 hoành. Chiều cao là 75 nha anh em. Tàn ngang là 75 luôn nha. Tàn rất là đẹp nha. Đó, em quay sơ cái tàn cho anh em mình xem cái tàn nè. Rồi đế nè. Đế thì em báo ha nè, cái cọng này thì nó trên này nó bị lũa ha, nhưng mà ở dưới nè rễ dữ lắm nha. Nè anh em mình thấy một chùm rễ nè anh em. Đó, một chùm rễ nè ha. Nó chỉ bị bể cái mặt ở trên này thôi ha, mặt trên này. Đó, cây là sống khỏe nha. Bị bể ngay cái mạch đó nha. Này thì nó cũng khỏe nha anh em. Đó, cây ok hết trơn nè ha. Ha. Cây rất là giót cây nha anh em. Rất là đẹp cây. Nguyệt quế lá xoắn bông chùm ha. À, cái này là lý do là bữa hổm chưa vô phân không kịp á, hình ra nó bị vàng lá ha. Nó rụng hết, đợt lá này là lên đợt lá non mới nè. Lên dữ lắm nha anh em. Đó. Rồi cây Q2 ha. Cây này giao lưu với anh em mình 2.700.000 nha. Em bao ship toàn quốc cho anh em mình chơi luôn ha. Cây đế cực kỳ đẹp nha anh em. Rồi tiếp theo luôn. Rồi xin chào tất cả anh em ha. Hôm nay em tiếp tục giao lưu với anh em mình 5 cây nguyệt quế ha. Em mới về 5 cây nguyệt quế mới ha. Toàn thành phẩm. Rất mong anh em mình ủng hộ ha. Rồi để em vô cây đầu tiên luôn á. Đây. Nguyệt quế mã số Q1 nha anh em. Đế nè, đế giữ ha. Đó, tàn tròn đều. 44 hoành. Chiều cao là 70 á. Tàn ngang này là 60 nha anh em. Đó. 44 hoành ha. Ở trên này ha, cái cũ này chắc cũng cỡ 6-70 á. Cái cũ quá trời cũ luôn ha. Nè, mấy cây đầu rễ nè anh em nè ha. Rễ là nó có rễ dê dưới trơn ha. Ở đây có cọng rễ này thì nó bị hư ha. Đó, về anh em mình xử lý ha. Cũ thì khỏi chê luôn. Mặt cắt nó cuốn mép hết trơn nha anh em. Cây đang cho bông ha, nguyệt quế lá xoắn bông chùm ha. Ở cây này ở cái đầu nó được 4 chi nha, 4 bo. Nguyệt quế lá xoắn bông chùm nha anh em. Đang cho bông ha, nè đây. Đang cho bông rất là thơm. Rồi cây này là mã số là Q1 ha, giao lưu với anh em mình là 2.600.000 nha anh em, bao ship toàn quốc cho anh em chơi luôn. Q1. Rồi tiếp theo luôn.